giáo thủ của Bắc Bình Nga. Quả mà không không người xích không ngang mình đi được vòng nữa. Vừa đi được mấy mấy lượt. Bác quay rồi tí về bác gửi cho. bé thích ra, bé thích ra. Rồi rơi bây giờ ra bôi lại phấn. Hôm nay trời ẩm là phấn nó hơi trơn đấy. Phải đu liên tục để cho nó nóng xích lên. Đây, xích thủ 2K2. Úi giời. Em đến từ Nghệ An. Quê bác. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Sao kìa? Xong kìa? Có cần cứu không? Wow. Quả đấy bắt xích ngang đẳng cấp đấy. Wow. Bắt xích kia, bắt xích kia. Nhà đâu ra cứu. Cần đẩy cái này không? Ui xa, không tới. Rồi. Xuống rồi đỡ mất sức. Này này vẫn bắt được. Bây giờ co ngang rồi, co ngang rồi. Trước mặt. Phút rưỡi rồi đấy, cố lên. Em cho anh. Ừ. Siêu chân dài. Em cho anh mậu. Kệ nó để nó lăng thế đu là mới đẹp. Đu này đu dưỡng sinh nhé. Con ra bên này không ra ấy. Sáu tư cân này là mét 64. Bé thích ra, bé thích ra. Em ơi. Thì con nhé ông gác cái chuối va và là vỡ đầu ấy. Nào anh Việt cười phòi bong bóng mũi à. Phải không cười nữa. Em thấy anh thò tay bịt mũi em đoán là phòi bong bóng mũi. À còn ai lên luôn à? Ui giời có chị vận động viên này. Chị lên luôn đi. Cho một phát à? Cho hẳn hai phát đi. Ngày chị này vận động viên mới nhưng mà đu cũng rất là kinh. Đấy đừng co thế. Bật vào mặt. Lúc nãy thằng Duy bật phèo mặt anh. Ừ. Cát bay đầy mặt. Ý anh thua. Bạn gái anh thua. Ừ. Giả vờ đây ra đây là thả. Đây là sức lan tỏa của môn thể thao dành cho đàn ông. Nhưng bây giờ rất nhiều chị em
chơi được. Cái chuôn đấy ông sợ đâu. Ui giời, người ta mới đu đã chơi khó. Đấy. 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 Đúng kiểu nhảy dây ấy. Đấy. Chỉ co tay cao lên. Co cao tay lên là sang được. Co này này. Rồi. Tốt. Tay rất khỏe đấy. Co cao tay lên. Co tay phải thôi. Co tay phải. Rồi. Thì giật ít thôi.